chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe TV. Và hiện tại mình đang đứng trước một chiếc xe này, gọi là chiếc xe thứ năm nha các bạn. Chiếc xe này là tải trọng của nó là 990 kg, và xe này là động cơ của nó là động cơ xăng nha các bạn. Chiếc xe này thì kích thước chiều dài thùng của nó là 3m2, và cái xe này động cơ xăng của nó là 1.25 lít nha các bạn. Thì 1.25 lít thì nó sản sinh ra cái công suất là 64 kW, và cái tốc độ vòng quay tối đa của nó là 6.000 vòng/phút nha các bạn. Thì bây giờ mời các bạn cùng với mình để mình xem chi tiết ngoại quan, nội thất cũng như là xung quanh của chiếc xe, xem thử nó có những cái điểm khác biệt gì. Đầu tiên chúng ta có thể thấy này, cái xe này thì đã đăng ký cho một cái hàng ở nhà bè thành phố Hồ Chí Minh rồi nha các bạn. Cái đèn thì được thiết kế rất là tinh xảo, và màu đèn nhìn rất sang trọng nha các bạn. Đấy, nhìn cái khung đèn theo kiểu thiết kế thời thượng của châu Âu. Đấy, và đây là địa chữ X99, là đây là 990 kg nha các bạn, dòng xe 95. Đấy, đây hệ thống biển số bên dưới là cả nha các bạn. Bố trí nói chung là cái tiếp theo đó là cái cần gạt nước được thiết kế không xương nha các bạn, thì theo kiểu của xe hơi cho nên nó ôm sát giúp gạt nước khi trời mưa rất là tốt. Đấy, thì nó đảm bảo an toàn khi lái xe, đã giúp gạt sạc nước hơn nha các bạn. Tiếp theo là hệ thống kính chiếu hậu của cái dòng xe X5 này á, là sử dụng hệ thống kính chiếu hậu có điều khiển bên trong nha các bạn. Điều khiển cái lồng kính, có nghĩa là khi tài xế ngồi vào bên trong, các bác có thể là điều khiển bên trong có cái nút bấm, mình chỉnh bên trái bên phải để mình điều khiển sao cho nó phù hợp với lại cái kích thước của thể trọng của mỗi người. Mời các bạn xem bên trong cái xe nha các bạn. Đây, cái cánh cửa các bạn. Cánh cửa này được thiết kế cái khung gầm nó cũng rất chắc chắn. Và nó làm rất là dày nha các bạn. Đây là cái logo rồi. Bên này nó có một cái đèn để xi nhan đó các bạn. Nhìn nó rất là sang trọng. Đồng thời cái xe này là sử dụng cái hệ thống lốp trước sau là nó bằng nhau nha các bạn. Lốp của nó là sử dụng lốp 600013. Đấy, trước sau bằng nhau, và lốp sau là lốp đôi nha các bạn. Hiện nay trên thị trường thì phần lớn những cái xe mà dưới 1 tấn thì sử dụng là bánh sau là bánh đơn các bạn, động cơ xăng bánh đơn. Cho nên điều đó khi mà và ở ngoài thị trường thì cái chassis của nó là chassis hộp thì nó không có tốt bằng là đây sử dụng cái xe rác này là sử dụng chassis, nó là chassis thẳng giống như những cái chiếc xe tải trọng cao. Cho nên điều này nó giúp là mình tải trọng nó chở nó tốt hơn, chở được nhiều hơn, đồng thời cái độ bền theo thời gian thì nó được lâu hơn nha các bạn. Mời các bạn vào bên trong xe nha các bạn. Đây, chúng ta mở ra, chúng ta có thể thấy đây là một cái đèn cửa nha các bạn. Và đây chính là cái hệ thống nút bấm điều khiển chỉnh kính nha các bạn. Đây là hệ thống âm thanh. Hệ thống này âm thanh này là hệ thống âm thanh 6 loa đa chiều nha các bạn. Nó rất là hay. Đấy, chỗ này là đĩa khe để đổ nước. Bên này là loa nha các bạn. Bật lên xuống thì mời các bạn vào bên trong để mình xem. Cái này thì nó có một cái chìa khóa các bạn. Chìa khóa này nó để chữ rắc này. Thì đây là cái chìa khóa thông minh các bạn. Mình nó có nút đóng mở này các bạn. Đóng mở. Và cái này là khi mình mở đề máy thì mình cắm vào mình mở. Đấy. Thì mời các bạn xem cái vô lăng các bạn. Cái vô lăng này được thiết kế 4 cháo nha các bạn. 4 cháo và được thiết kế rất sang trọng. Vô lăng này là sử dụng cái trợ lực điện nha các bạn. Cho nên mình khi mình lái nó rất là nhẹ. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn nghe thử cái động cơ nha các bạn. Đấy, cái động cơ nó nghe nó rất là êm. Động cơ nó là một động cơ 1.25 lít sản sinh tổng suất 64 kW, và tốc độ tối đa vòng quay tối đa của nó là 6.000 vòng/phút. Cho nên cái công suất của nó cũng rất là lớn. Đấy, chiếc xe này nó vận hành rất là êm ái, và chúng ta nghe giống như là những cái chiếc
nên là giống như có nóng cái tiếng nổ nó giống như vậy phải phải đúng thời tiết của người ta các bạn, đảm bảo cái lượng tin của mình được an toàn. Nova rất là êm. Quay trở lại với thông tin nóng mình lên. À, mời các bạn mình xem sơ lược bên trong đi các bạn. Cái bản đồng hồ của nó này các bạn. Là ở trên này á, bản đồng hồ được thiết kế rất thông minh nha các bạn. Và cái xe này á, khi mà mình chạy với tốc độ mà tầm khoảng cỡ 40 km là tự động nó sẽ lóc cửa để đảm bảo an toàn của người lái cũng như là phụ xe nha các bạn. Đấy. Thì tắp lô thì hiển thị rất là nhiều thông số và nhìn nó rất là sang trọng các bạn ạ. À. Bên này là khu vực của cái hệ thống tắp lô để trí từng cái nút bấm trên này được thiết kế cũng rất là sang trọng các bạn. Nó làm bằng những cái loại chất liệu bóng rất là sang và độ bền rất cao. Hệ thống số thì cũng rất là nhẹ các bạn ạ. Hệ thống số thì quá nhẹ các bạn. Mời anh Caramel quay sát vào để cho có thể xem cụ thể nha các bạn. Đây. Thì các bạn có thể thấy nè, cái hệ thống đây là cái hệ thống số có 5 số nè các bạn. Đây là hệ thống áp lô này. Đây. Đây này chúng ta có thể thấy bảng điều khiển đồng hồ hiển thị rất nhiều thông số, ví dụ như khi chúng ta đóng mở cửa, chưa mở cửa thì nó cũng cảnh báo này, và chưa thắt dây an toàn nó cũng báo này. Đây. Ở đây thì tình hình giao thông cả ba chúng ta có số này các bạn. Rồi nếu như mà các bạn di chuyển trên đường hay là rất là sang trọng. Hay là qua giao lộ đường số. Hệ thống giải trí thì có hệ thống USB các bạn. Chúng ta cũng đang có thể nghe thông loa. Và đó là những cái thông tin mà anh theo quan sát trên hệ thống nghe rất là hay. Chuyển đến cho tất cả các bạn của chúng ta. Xe các bạn. Ngoài ra thì ở trung tâm thành phố nên theo các cặp. Nói chung thì sơ lược thì cái xe này nó cũng rất là độ bền cũng rất là cao. Nghe âm thanh cũng rất là hay. Và bây giờ mình sẽ quay sơ lược cho các bạn xem nha. Đấy, và bây giờ các bạn cùng với mình đi xem xung quanh chiếc xe xem thử là nó như thế nào nha các bạn. Tiếp theo cái phần cabin, đó là cái phần thùng xe các bạn. Thùng xe này với kích thước chiều dài nó 3,2 m và chiều ngang của nó là 1,55 nha các bạn. Đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy này, bên này lớp cả, nó làm rất là sang trọng và đẹp các bạn. Thùng này thì đóng tại nhà máy, cho nên nó có zip bên ngoài là lớp inox, lớp trong là tôn tráng kẽm và bên giữa là nó có một cái lớp xốp. Đấy. Nhìn rất là sang trọng và đây là hệ thống cái dàn lạnh, cô cho máy lạnh các bạn, cục nóng của máy lạnh. Đấy, nó được thiết kế rất là sang trọng. Lốp trước sau bằng nhau 600-13 nha các bạn, lốp đôi. Rồi, mời các bạn đi phía sau để xem với mình nha. Để mình mở cái thùng cho các bạn xem. Đây. Thì mời các bạn xem cái thùng. Thùng thì được đóng theo thiết kế cái dạng xe tải nhỏ. Thiết kế cũng rất đẹp các bạn ạ. Cái sàn thùng thiết kế bằng một loại thép bóng. Loại thép này cũng là thép chống rỉ nha các bạn. Nó được thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Đấy, trên thanh thì bên này nó có một cái khung. Cái khung cái vỉ ở trên này thì chúng ta nó có thiết kế sẵn là có những cái dạng vít bánh các bạn. Thì khi chúng ta ví dụ như các bạn nào mà cần đưa vào bên trong luôn, cái hàng nào mà to mà đưa vào bên trong á, thì mình có thể mở cái này ra. Cái khung này có thể mở ra được hết nha các bạn. Hai bên này đều mở ra được hết. Bởi vì thiết kế cái ốc vít của lon các bạn, cho nên là mình có thể mở di chuyển được. Đấy, rất là thoải mái và thuận tiện nha các bạn. Đấy. Và tiếp theo này các bạn, tiếp theo đây mình mở phía sau này á, cũng được thiết kế rất là đẹp các bạn. Phía trên cái cây đà này á, là cũng là một cây đà sống nha các bạn. Mình mở cửa xong rồi mình có thể là dỡ lên được luôn nha các bạn. Mình dỡ cây này lên luôn các bạn. Dỡ lên luôn, ví dụ như khi nào các bạn chở cái mặt hàng nào cao, ví dụ như bàn ghế hay là tủ đứng chẳng hạn, mình có thể rút kèm dỡ vào để rất là thoải mái. Cho nên cái thiết kế thùng này là thiết kế thùng rất là thông minh và hiện đại, nó phù hợp với nhu cầu chở hàng của các bạn các bác. Ví dụ như khi nào mình có cái hàng nó dài, kích thước nó quá khổ, quá tải thì mình có thể dùng cái xe này chở được thoải mái nha các bạn. Bởi vì nó cơ động, linh động,
phù hợp với cái nhu cầu của mình. Rồi, chúng ta có thể thấy rồi các bạn này, các bạn. Chúng ta xem cái này, đây là một cái dòng cái chassis này là chassis thẳng dành cho những xe có tải trọng cao, nhưng mà nó áp dụng đối với những xe dòng xe tải nhỏ, cho nên cái độ bền của chiếc xe này á, cái chassis nó rất là bền và nó chịu được cái tải trọng cao nha các bạn. Đi những cái đoạn đường mình chở nặng mình đi, nếu mà các bạn đi đoạn đường gồ ghề hay đồi núi á, thì cái chassis này nó rất là cứng và nó bền, cho nên nó không có bị vẹo. Nhiều khi mình chở nặng á, mà đi chassis nó yếu á, thì nó sẽ làm nó vẹo chassis, gây rất nguy hiểm khi mình đi đường đồi núi, ví dụ vậy. Lốp sau thì lốp đôi nha các bạn. Hệ thống nhíp thì cũng được thiết kế rất là chắc chắn và bền bỉ. Đấy. Và bình dầu này, đây là một bình dầu cao cấp nha các bạn, vật liệu rất là cao cấp. Lớp ngoài của nó là lớp composite, lớp trong là lớp kim loại. Mục đích làm hai lớp để làm gì các bạn biết không? Để thứ nhất là cái lớp composite bên ngoài nó chống cháy nổ. Cái thứ hai nữa là nó không có bị rò rỉ xăng nha các bạn. Đấy. Thiết kế rất là thông minh. Đây các bạn. Mời các bạn xem rất là sang trọng đối với cái dòng xe tải nhỏ các bạn. Đấy. Thì chúng ta có thể mời các bạn đi vào để mình sẽ mở cho các bạn xem cái khoang động cơ sơ lược một xíu nha các bạn. Đây, mở động cơ mình chúng ta sẽ mở cái phần này các bạn. Nó hai bên này. Đấy. Dỡ cái ghế này lên á, nó sẽ có cái chỗ này để móc nó lại để nó giữ các bạn. Nó thiết kế cũng rất là an toàn các bạn. Đây là động cơ này là động cơ liên doanh với Isuzu Nhật Bản nha các bạn. Động cơ cầu số nó rất là đồng bộ với nhau. Đây là dòng động cơ xăng 1.25 lít sản sinh công suất 60 kW và tốc độ vòng quay tối đa là 6.000 vòng trên 1 phút nha các bạn. Chỗ này cách nước nha các bạn. Nó nhìn được thiết kế rất là chắc chắn và hiện đại nha các bạn. Tải sơ lược cái động cơ như vậy thôi các bạn. Động cơ thì nó mũ rất là êm ái. Và khi mình mở lên và mình đóng lại rồi, mình khóa lại máy này các bạn. Chỗ này nó có một chỗ đĩa đựng nước nha các bạn. Nước cho tài xế xe, còn nếu mình không muốn dùng rất là rộng rãi và thoải mái để các bạn. Ở đây máy thì có sẵn và một cái bình chữa cháy khi mà nhận xe các bạn. Thì chiếc xe này là đang chuẩn bị để giao cho một bác ở quận 7 mua chiếc xe này để chở những cái nội thất, toàn ghế, tủ, tiền nội thất đó các bạn. Đấy. Chiếc xe này nhìn tổng quan rất là sang trọng và đẹp đẽ. Chiếc xe này thì cái thời gian bảo hành của nó là lên đến 3 năm nha các bạn. 3 năm khoảng 100.000 km. Với cái thời gian bảo hành này thì ít có các hãng dòng xe tải nhỏ nào mà bảo hành với cái thời gian dài cũng như là số km dài như vậy các bạn. Cho nên là mình mua chiếc xe này mình sử dụng nó rất là an toàn, với cái giá cả so với trên thị trường rất phù hợp và nó đảm bảo cái độ bền cho mình trong quá trình di chuyển, nó cũng rất là an toàn. Một cái mức giá phù hợp thì chiếc xe này là một chiếc xe rất là kinh tế. Qua mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Thì các bạn xem các bạn thấy hay, các bạn vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là bình luận cho mình biết. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Khi nào các bạn mua xe thì các bạn hãy liên hệ với mình theo số điện thoại để mình dưới. Chân thành cảm ơn các bạn.